Còn đây này. Chắc con mệt lại cấu rồi đó. Chứ mình chỉ bèo vậy á. Răng cười nghe kiểu cứ răng vang nhỉ. Hôm trước bảo ấy, xong rồi chú bảo là cái đấy để thứ tư. Thôi chẳng muốn nhờ. Không lâu vui hôm chú bảo là bây giờ mà hai bố con nó về thì xong đi chơi ý. Thì bảo vâng cháu mặt thứ tư nó xuống thì xem rồi cái đấy thì thứ tư. Từ bây giờ đấy.
trông kìa. Mặc áo thì đẹp, mỗi tội mặc quần mặc bìm ở dưới. Không mặc quần gì hết. Người mặc vào ấy là thôi kệ, về thôi. Thường tan tầm mà tuần này như long cái kem đấy thôi, thứ hai nghỉ quá. Ngủ đấy à? Thứ hai nghỉ, thứ ba nghỉ luôn. Sao thứ ba nghỉ nhỉ? Ở trường mình ấy nó cho học sinh nghỉ thứ hai thứ ba luôn, coi là hai ngày rít đi mít. Tại vì là số đứa nó học thứ hai thứ tư, đứa học ba năm cùng một trường nghỉ luôn hai cái buổi đầu tuần luôn. Thế thì đúng là một đứa